Xin chào các bác nha. Hôm nay giới thiệu nhanh với các bác cái vòng lu bách xanh Mộc Châu. Hàng lu thì cái hàng này rất là thơm. Cái vòng này thì bản của nó là bản dẹp, bản kiểu dây đồng hồ này. Lu, hàng lu này nó hiếm lắm, thi thoảng mới có một nô thôi. Đây là tôi, hàng này tôi đã chọn lu cho khách này. Chọn hạt nào cũng lu nhiều và đẹp, không lỗi lầm, không vết. Không vết, không lỗi lầm. Hạt nào cũng lu, mắt lu nhiều, dày. Thì hàng chọn như này giá nó sẽ cao. Còn hàng mà không chọn bình thường, xỏ xô như này thì giá nó sẽ êm hơn. Nó cũng đẹp, nhưng mà nó sẽ không được chuẩn chỉ như cái vòng là tôi đã chọn này. Một nô này được có 20 vòng thôi. 20 vòng, nếu mà chọn ra thì chắc được may được chục vòng. Còn chục vòng thì hàng nó không được đẹp. Cứ hai cái thì may nó chọn được một cái. Chọn được cái đẹp VIP như thế này, lu nhiều như thế này, thì cái này phù hợp với những cái bạn nào mà phong cách cá tính một tí, bụi phong bụi trần một tí thì đeo lên tay nó rất là đẹp vì nó dị mà. Đây này, nó vân veo của nó rất là dị, cái này đặc biệt là cái mùi thơm của nó đó. Chủ yếu đeo bách xanh là đeo cái mùi thơm, còn cái tính thời trang thì nữ thì thường là đeo hạt tròn, còn nam thì cũng đeo hạt tròn. Nhưng mà bạn nào mà cái vòng này dành cho bạn, bác nào mà thích nó độc lạ, cá tính ấy. Người 65, 70, 80, 75, 80 cân, 90 cân đều đeo được hết. Cái vòng này đeo nó rất là ôm tay. Đây ta sẽ đeo thử nhá. Đeo thử cái vòng này nha. Cực kỳ thơm. Và ra nhặt mấy cái quả kia vào đi, để gọn vào đi. Đeo vào tay nó rất là ôm, nòng nòng rất là đẹp. Đây. Cái vòng này thì không sợ nước đâu, nước nôi không có gì cả. Nước nôi thì cho nó lên cao một tí rồi rửa tay. Đó. Nắp lên cao nó rất là chắc. Còn bao giờ mà mình đeo như này, một bên đeo dây đồng hồ, một bên đeo cái vòng này thì rất là đẹp. Hai tay. Thì các bác nào mà thích, có nhu cầu sử dụng cái vòng gỗ này cho nó thời trang rồi thì tốt cho sức khỏe, có lợi cho sức khỏe đấy, thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại. Nhất là các bác nào văn phòng ấy thì làm việc căng thẳng nên có một cái vòng, một con mùi thơm dễ chịu để có thể giảm căng thẳng mệt mỏi khi mà làm việc. Mùi thơm của nó rất là dễ chịu. Này, đeo tay cho nên mũi người thấy rất là dễ chịu. Toàn lu đẹp thôi. Hàng này là hàng ngày xưa, lu ngày xưa ấy. Tìm được cái lô này rất là hiếm. Đó. Cái này để mà rát ra chiếu, làm chiếu thì ngủ thì phê lắm. Có dây đan chiếu, đan một cái mảnh gối, làm gối. Tôi sẽ sắp tới tôi sẽ làm một ít gối bằng bách xanh, gối nào kê đầu ấy, đi ngủ bằng bách xanh rất là thơm, rất là dễ chịu. Gối bách xanh
một là thằng lu, hai là thằng rễ, rễ chìm nước ấy, nó nhiều tinh dầu nó thơm lắm. Thì cái gối đấy, hàng rễ thì nó sẽ rẻ hơn hàng hàng bạn, hàng nu này nó đắt lắm. Gối rễ huyết long, gối huyết long, gối bách xanh, gối ngọc am, ba loại đấy, làm gối kê đầu ngủ, hoặc là làm chiếu, hoặc là làm cái để trên xe ô tô ấy, làm cái dải ghế xe ô tô ấy, cái bọc ghế đấy, thì bằng bách xanh hoặc là ngọc am, hoặc là đấy, huyết long thì nó đắt. Bách xanh chìm nước, ngọc am, gối. Rồi các nào mà thích, có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp nha, tôi giao hàng tận nơi nhé, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán. Các bác đặt hàng thì tôi sẽ chụp ảnh cho các bác cái vòng các bác đặt, ok ưng ý thì tôi mới gửi đến các bác được bóc ra kiểm tra, ok thì mới thanh toán nhé. Rồi, cảm ơn các bác nha, rất là thơm.